Ủa rồi, ủa rồi. Sơ sơ là đã ăn cục rồi nè. Đã. Sướng. Đập giờ. Hello anh trai. Đại bổ tu máy tính cho anh coi. Cái nồi cơm điện của anh nó đang bị yếu. Tam. Làm cho anh đi em. Dọn bàn làm cho anh đi em. Đem xài không? Có. Anh đem nguyên cái ba lô của anh qua đây luôn. Giới thiệu với anh em, đây là cu Tâm, anh em của mình. Hồi xưa giờ toàn bộ tất cả các máy tính của LAT á là đều có, hầu như toàn bộ tất cả từ chuột, bàn phím hoặc là những cái gì đó hư liên quan tới máy tính PC gaming gear á, đều LAT đều chạy qua bên chỗ của Restore này LAT làm hết á. Bây giờ hiện tại máy của anh á là đang bị chậm nè. Trong quá trình sử dụng anh cảm thấy nó chậm, mặc dù quá trình sử dụng nó cũng khá là lâu rồi. Thì 6 tháng rồi anh chưa có tra keo tản nhiệt gì hết. Bây giờ cho anh một cái phí, gọi là anh gì ta, cài lại Windows nè, cài lại full bản Adobe cho anh nè. Adobe là bao gồm có AI, Photoshop nè, Premiere, After Effects nè, Audition với lại Encoder, với lại thêm một cái nữa là thằng Lightning Room. Tổng cộng là 7 cái. Keo tản nhiệt em xài là keo gì? Có hai loại, một Cooler Master, hai là Noctua. Thì Cooler Master là phổ thông. Noctua là cao cấp. Nói chung là Noctua thì nó sẽ xịn hơn nên giá sẽ mắc hơn. Bình thường vệ sinh Cooler Master sẽ là 1.5. À. Đó, với Noctua thì cộng thêm 50. Cả Sài Gòn này không có chỗ nào làm Noctua chỉ cộng thêm 50 luôn. À. Làm vệ sinh mà chỉ có 150 thôi. Chỉ có bên mình mới chuyên gọi là mới sử dụng cái loại mình nói là dịch vụ chuyên, nó giống như gọi là trong xe máy của tụi anh gọi là detailing á, được gọi là detailing xe máy, thì bên đây có detailing PC đó. Được sự anh em nên nhớ nha, riêng về máy tính và bộ tản nhiệt đó, nó rất là quan trọng, cho nên anh em đừng có tiếc tiền. Đối với LAT thì mỗi lần mà LAT qua đây đó thì LAT sẽ xài luôn cho mình cả cái bộ tra keo tản nhiệt Noctune đó. Máy của mình thì giờ không cần độ thêm gì nữa đâu, giờ mắt bít mẹ đó rồi. Con này hầu như là mát option của mình luôn rồi. Máy của LAT thì đây giới thiệu với anh em, đây là con này tên là con Legion của Lenovo nha. Con này mình chuyên dụng để mát đi edit vòng đó cho anh em coi mấy clip. Hiện giờ là sử dụng toàn bộ tất cả trên con máy này. Con máy này của mình là i7 đời 8 chip H nha. i7 đời 8 chip H card 1050 thôi, RAM thì tới 32GB lận. Còn bộ ổ cứng thì tùy theo option của anh em thôi. Thì của mình con này là 2T ổ cứng. Còn ổ cứng ở bên trong của nó là 240GB. Ổ cứng SSD á, còn HDD của mình tới 2T lận. Đó, nó trang bị đầy đủ mấy cái cổng luôn nè anh em. Rồi, giờ cho cu Tâm tiến hành bắt đầu cài lại Win thôi. Chơi đi em. Nhưng mà chứ hết là ừ, cài Win thì sẽ có những cái cơ bản. Ừ. Cái thứ nhất là nếu laptop của khách có hai ổ ừ, thì cái ổ C sẽ bắt cái ổ bị xóa. Ờ.
và những ổ còn lại để nguyên nếu khách có nhu cầu, còn không thì xoắn luôn. Rồi em check giùm anh những cái ổ gì liên quan cho đến bên phía của ổ C giùm anh cái, bao gồm có ổ đau loát nè coi anh. Ổ C thì mọi thứ bạn thấy nằm ngoài desktop một đống này. Ừ. Trừ mấy cái socket ra. Ừ. Đó. Rồi là nằm trong các mục như đau loát, document. Đau loát rồi. Bây giờ em kết hết nguyên một cái đau loát ra giùm anh đi. Kết hết nguyên đóng đầu loát đó ra, em cởi vô mẫu D, ông quăng vô xong ghi rồi rác, rác rửa giùm anh. Tại vì nó dính tới mấy cái sụt mà anh edit á, em tạo thêm folder ghi rác giùm anh. 2 hours later. À, giờ cô Tâm bàn giao này vô kia coi. Không có khách hàng nào vô trong đó nha mấy anh em. Giờ chỉ có tôi đặt cách thôi. Đến là xài vẫn còn sạch đúng không em? Đúng rồi. Nó lành xem nào. Anh em đừng lo nha. Anh em đây đều có kinh nghiệm lâu năm trong cái việc này rồi, cho nên tháo lắp đủ ốc chứ không có thiếu ốc như mấy bên kia đâu. Đúng thật. Thường là sẽ bị dư ốc. Dư ốc. Mấy con này là thuộc nằm lồng luôn rồi, chứ còn gì mà dư với thiếu ở đây nữa. Bây giờ hỏi bạn Thành cái giờ tổng chi phí mà vệ sinh mới nãy anh Tâm có nói, giờ Thành nhắc lại thử là tổng vị chi phí vệ sinh cho con laptop này, tra keo tản nhiệt lại, với lại vệ sinh con bàn phím của anh là bao nhiêu em? Thường là em vệ sinh không là 150. À. Cài win là 50, nhưng mà nếu mà làm chung á dạ. Thì sẽ miễn phí cài win luôn. À. Còn bàn phím thì vệ sinh là 150. À. Nhưng mà nếu mà bình thường là thay suốt cho khách là suốt đầu tiên tính công gỡ ra á là 50. À. Nhưng mà nếu mà đi kèm với là dịch vụ luôn á thì tính giá giảm giá xuống là còn 30 một con suốt thôi. À. Còn thay mà càng nhiều thì càng giảm giá. Ôi, cho đỡ tiền của khách hàng thôi. Mục tiêu không phải bào tiền khách hàng mà mang lại phục vụ dịch vụ là tốt nhất cho khách hàng đúng không? Ok, bây giờ là mình bắt đầu mở nắp khám phá coi nè. Bật nắp thay giờ. Đù má. Chúng lăng phun. Nè. Anh em coi ra đây là cái laptop siêu dơ khủng khiếp của tôi nè. Má bụi nhận. Cái này nó rất là hại nha anh em. Trong cái trường hợp mà sau này mà nó bụi quá, nó sẽ ảnh hưởng tất cả cái chi tiết trong cái chi tiết máy nè. Nhất là bo mặt điện tử nè. Để mà không lâu mà không vệ sinh nữa thì nó sẽ dẫn đến trường hợp gọi là rỉ sét rồi rỉ điện rồi sau này gớm. Yeah. Tính ra là anh ở sạch lắm luôn á. Máy của anh là anh không dám gác bụi bẩn gì đâu. Nè anh em coi nè, cái độ dơ của cái máy của anh em mà trong vòng 6 tháng nè, là anh biết nó khủng khiếp tới cỡ nào rồi. Tại vì mặt bụi này bụi mịn lắm anh em. Mấy cái này chắc chắn là mấy cái mạng nhắn nhện rồi. Cái này không việc không bao giờ tránh khỏi được hết đó. Tại vì trong không khí của Việt Nam mình lúc nào cũng có sẽ có bụi bẩn hết á. Chính xác luôn. Cho dù phòng anh em có lắp máy lạnh hay điều hòa hay cỡ nào đi nữa mà con máy tính laptop anh em cứ để đó là bật lên rồi chắc chắn nó sẽ phải hút thôi. Bụi nó vô. Không khí lúc nào cũng sẽ có bụi mà. Keo hiện tại thì khô quéo luôn rồi. Bụi mà nó đóng như trống. Ấy cái lớn nệm hả? Không, bụi đó. Bụi nó đi từ nó đi vào kẽ thông gió nè. Mấy cái kẽ gió nè. Giống như xe của mình đi vậy. Mà mấy cái lốc gió của mình thường mình cũng bị mấy cái đó nhiều. Nếu mà trong trường hợp mà anh em nào mà để cái máy mình bụi quá mà keo tản nhiệt mà nó khô kiểu này nè, thì nó không thể tản nhiệt được. Có lúc mà cái máy anh em bị quá nhiệt á thì nó sẽ đồng thời nó kéo luôn cái máy anh em rất là chậm, nó rất là cực. Nhiều khi mình edit nó cũng rất là khó, cho nên anh em cần phải nhớ lưu ý những chuyện này nha. Nhất là mấy cái này nữa không? Chỉ để có 6 tháng thôi mà anh em thấy giờ nó bụi đóng quá trời quá đất. 6 tháng mà về là nhiều lắm, nó nhiều bụi lắm. Nhưng mà nhà anh dạng như cái chung cư nó cũng hay bụi lắm. Nhiều khi trong phòng của anh không quét mà hồi nó đẻ quá trời bụi luôn. Ôi giời. Nó nhỏ mà nó có mỏ quá nha.
Ủa, anh em thấy bụi bay không? Gớm. Laptop mà đã như vậy nên anh em nghĩ cái PC nó bự thì còn tới cỡ nào nữa. Siêu kinh khủng. Thứ hai nè anh em. Mấy anh em trong clip thấy rõ không? Má bụi nó bay gớm luôn á. Đó, hỏi sao mình không vệ sinh. Bao nhiêu bụi nó kẹt thì ví dụ cái quạt nó đứng làm sao mà nó tản nhiệt cho anh em hút gió được. Chứ mà quẹt mà lấy tiền cho anh em mà không phải là ở đây rồi. Chính vì cái sự uy tín của bên đây đó, cho nên mình mới giới thiệu với anh em đó nha. Chỗ nào ngon mình mới ngon bổ rẻ nữa. Đó, anh em thấy đó. Cái độ tỉ mỉ của họ. Nếu mà nói là ai làm cũng được á thì sao mà dắt ở đây chi. Tại vì họ là chuyên nghiệp. Họ biết chỗ gì mà họ cần vệ sinh họ nên làm để tiết kiệm chi phí cho mình. Với lại mà anh em nào đâu phải anh em nào cũng có thời gian đâu. Nếu giống như sáng giờ mình chạy qua đây chắc cũng 3-4 tiếng rồi mà chỉ có mới việc cài máy với lại vệ sinh á. Là anh em thấy cực rồi. Đó thì anh em bỏ 150.000 ra anh em đỡ tốn thời gian anh em phải tự làm. Mà lại có sự uy tín nữa. Đó. Phải tỉ mỉ vậy chứ đúng không? Nè, cho anh em coi là cái keo mình vừa mới tra nè. Sau khi mình ép xuống thì nó sẽ là dính trên đây nè. Thế lại trên đây nè. Thì mình có một lời khuyên cho anh em khi nào mà thì sự có những đơn vị để mà vệ sinh laptop á thì họ sẽ không có nhận tra keo đâu. Tại vì sao? Là tại vì có một số nơi á khi mà họ sử dụng những cái keo giống vậy nè thì nó sẽ khi mà nó khô lại nó sẽ cứng. Cứng dẫn đến trường hợp có nghĩa là cái phần tản nhiệt này nó sẽ dính vào trong con chip của anh em. Khi mà thợ mà không có rành tay hoặc là đang tập việc hay không vì một cái lý do nào đó, đó thì họ không biết. Khi mà họ mở lên á với những con laptop new như vậy nè thì những cái chân của con Vega với lại cái chip Vega là cái chip của CPU á là nó sẽ hàng chết ở trên đó luôn đối với những con laptop new nha. Còn laptop cũ thì hầu như là mình có thể tháo được trong những cái con CPU đó lên. Khi mà họ gỡ vậy á thì đồng nghĩa với những cái chân với lại cái bi của bên dưới nó sẽ bị gãy. Mà gãy là anh em hiểu rồi đó. Mà gãy hai con này là phải mua hết nguyên bo mạch lại. Mà cái giá bo mạch là nó bằng với giá của cái máy luôn rồi. Cho nên anh em phải cực kỳ cẩn thận nha. Đó, mình chỉ cho bí quyết cho anh em á. Thí dụ mà trong trường hợp nào. Cho nên á, là anh em nên lựa chọn những nơi nào mà uy tín với chất lượng, có kinh nghiệm để mà làm những cái việc này nha. Tại vì không phải chỉ đơn giản như là gỡ lên. Nhiều người suy nghĩ này chỉ gỡ lên ra thôi mà có gì đâu anh. Nhưng mà nó là có vấn đề á, lỡ mà có việc gì trục trặc thì ai xử lý bây giờ đúng không? Mà chỉ có những người có kinh nghiệm là thợ tay nghề lâu năm thì họ mới có kinh nghiệm để làm mấy cái này thôi. Đó. Rồi bắt đầu giờ mình đóng lại cái phần nắp tản nhiệt này lại. Đó, anh em coi nè, giờ tất cả mọi thứ nó đều sạch bon hết rồi nè. Đó nè, sạch bon hết sạch trơn trời. Rồi, sau khi mà mình lắp cái con laptop của mình xong, bây giờ đang bắt đầu đợi cài mấy cái chương trình kia thì bây giờ tới tiết mục ở dơ cùng bàn phím. À, tính ra con mèo của anh nó nằm ở ngoài, nó không có nằm ở trong luôn á. Nhà anh có xài máy lạnh không vậy? Không, nhà không nghèo. Xài máy lạnh hả? Cái này là chỉ có thể là uống nước xong rồi nó nhiễu lên đúng không? Văng vô nè, nó đi nó chảy nguyên một dọc nè. Đây nè, nổ hết led luôn rồi nè, nổ lớp sơn. Nổ led luôn rồi đúng không? Nổ lớp sơn trên led rồi. Ừ. Này sơn là bình thường. Tại vì nếu mà để... Anh mới kêu Tâm đi mua chai sơn luôn rồi đó. Xíu nữa anh tính anh sơn đen là hết luôn cái này. Sơn đâu phải là dễ đâu, sơn là phải rã hết switch ra. Mình tháo cái led nè, tháo cái PCB. Đúng rồi, phải rã hết switch ra, tháo PCB ra, lấy riêng cái led sơn, xong rồi hàng lại. Ủa má. Cho nên là thường là mệt ạ. Những cái những con phím mà phải làm combo như vậy á thì sẽ tính tiền rẻ với Accent nó chung cho nó rẻ. Ừ. Cách nào có nhu cầu rẻ thì tính riêng,
nhu cầu đặt xem thì tính riêng. Còn nếu mà làm combo thì sẽ phải giảm giá lại cho khách. Đang. Nếu mà làm combo thì free luôn vệ sinh. Thốn quá em ơi. Thường là mấy con này là nó sẽ rỉ ở mấy cái viền đó. Đó đúng mấy rồi. Cái viền nó chảy nước dọc. Hên không sao, xui nó nước vô nó mà. Nhiều quá thì nó nhiễu xuống cái chân suốt. Lúc đó thì thay suốt mà hết thì không nói. Không hết thì phải câu lại mạnh. Đây là con bàn phím sau 1 năm không vệ sinh. Này có chóc sơn. Không có sinh nhiệt lạ đúng không? Chóc sơn. Đẩy nhẹ cái là bay lớp sơn. Cái này thì phải bị tan. Xấu thì cũng phải đẩy nó đi chứ không là nó loang ra xung quanh. Lúc vệ sinh là phải cạo cái lớp cũ này đi nè, nó nổ ra nè. Nổ sơn rồi. Cạo hết đi cho đẹp em. Thì phải cạo chứ không là để nó loang dần dần nó rỉ. Nó còn trắng như này không sao mà nó rỉ như này nữa mà hồi nó hư suốt nữa. Nói vậy nó giật teo chim luôn. Mà móng tay, lông, tóc. Chơi cái gì cũng phải giữ hết đó nè. Thậm chí riêng có một bàn phím. Má nó khủng khiếp. Đây là một thế giới sinh vật lạ. Má. Gom lại cho anh xem coi là nó thành một cục. Sơ sơ là đã ăn cục rồi nè. Đã. Sướng. Nếm thử cây. Chấm sữa. À chấm sữa rồi. À các bàn phím với gốm nè. Không chỉ riêng bàn phím đâu, tất cả bộ dụng cụ ngay kể cả con chuột của anh em nữa. Má là nó đóng 1 tỷ thứ trong đó, không ai biết được có chuyện gì xảy ra nếu mà anh em không mở được rồi. Cái này chỉ là bề mặt nổi thôi nha, còn bề mặt chìm ở dưới là tôi chưa biết có chuyện gì đang xảy ra ở dưới nữa đâu nha. Tí nữa tháo bên trong ra thấy cái PCB nó. Ok. Rồi, sau khi tháo lớp trên, bắt đầu dưới là bộ mặt. Kinh khủng chưa anh em? Con gì hả? Ừ. Một con kiến có cắn hay con gì đó. Ngồi con má nó có xác nó chết một chồng. Má thế giới sinh vật lạ nè. Kiến cắn là tùm lum la. Chụp lại chưa? Chưa. 2 hours later. Ok anh em, coi như là mình đã hoàn tất xong việc vệ sinh con bàn phím này luôn rồi. Máy cũng đang chạy giai đoạn cuối, mình đang cài lại cái phần mềm là cân màn hình của mình nữa là xong. Hoàn tất tất cả mọi thứ rồi. Đó. Hiện tại con máy của mình bây giờ nó sạch sẽ hết luôn rồi. Từ đầu tới đít. Ok tất cả mọi thứ luôn nè. Hết bụi bặm hết rồi. Máy chạy cũng linh hoạt hơn, nhanh hơn nè. Máy chạy ổn định bình thường nha. Bàn phím cũng vậy. Đừng để ý con này. Dẹp đi, con này của tôi nè. Con này của Lát là con IKBC 7108 gì đó, mình quên bài mã rồi. Thì con này là IKBC, con này là TKL chứ không phải full size nha. Mình cực kỳ thích nó luôn. Phím là phím brown. Nếu mà anh em là chơi bằng phím cơ chứ cũng không xa lạ gì với con bằng phím này đâu. Mình không thích màu mè đèn cho lắm, mình thích những con đơn giản giống vậy nè. Đó. Nói chung là tổng thể của mình ngày hôm nay đây là một clip Lát dành một ngày để mà làm tất tần tật tiết nhìn tiệt từ hai con này, từ sáng, từ buổi trưa cho tới bây giờ là tầm cỡ 4-5 tiếng á. Hoàn tất xong hết rồi. Một con phím sạch sẽ, thơm tho, mát mẻ, chạy chân chu, hoạt động tốt nè. Mấy cái vết rỉ sét này chắc là khi mà có tiền á thì Lát sẽ lúp lại con cái bộ bàn phím bên đây. Ví dụ mình thay cái switch nào đó cho nó bấm cho nó sướng hơn, trong bộ này độ cho nó dị. Rồi còn ở đây mình bấm blue này chẳng hạn. Rồi cái nền ở dưới là mình sẽ sơn đen lại, cũng như là mình sẽ sơn đen lại cái case này luôn, nhìn cho nó gấu xíu, rồi thay lại cái bộ toàn bộ keycap này nhìn cho nó đẹp. Mình thì thích, cực kỳ thích màu đen luôn. Rồi nói chung là cảm ơn anh đã theo dõi cái clip này của Lát nha. Mình sẽ đưa cho anh em những cái thông tin của Restore để ngay đây nè. Anh em nào mà cần thì cứ liên hệ trực tiếp với lại bên của Restore nha. Cứ mà anh em nào mà xem clip này mà đang có nhu cầu về vệ sinh máy tính, rồi về bàn phím cơ
thậm chí ngay cả chuột luôn nha anh em. Chuột nào mà anh em nào đang có bị hư về vấn đề double click hay là những cái vấn đề trục chặt gì, anh em có thể liên hệ trực tiếp bên Restore. Cứ đọc bot là anh Last Vlog giới thiệu qua em qua đây là anh em sẽ được giảm 10% trên tổng số luôn. Nhớ nha. Cảm ơn anh em nha. Nhớ để lại cho Last một like với một subscribe nha. Hẹn gặp anh em lần sau trong clip sau nha. Thank you. Your bride.